Đại bò Tư Chiến chào quý khách. Hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2022. Bò bì trại gồm có bò bì Phóc Kem. Để mình quay riêng cái lô bò lỡ đứng khi lúc cái rào sáu mà lỡ để khách xem dễ phân biệt. Để cho bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem cùng tham khảo, xem xét dụng bò có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Nguyên lô bò bò bì Phóc Kem mới về đứng mình lúc cái rào. Bà bê cơ bắp Phóc Kem, bà bê kem 6 bò lỡ 8 tháng. Chiều cao của bò là 1m ngốt 5 thân. Còn cái lô phía đây là bò 1m mốt. Phía đây cũng là 1m mốt. Nguyên cái lô phía đây thì 22.500 8 con. Còn 6 con ở đây là 23.500. Còn 4, 6 bò đứng lúc phía rào 6 bò lỡ chỉ giá là 24.500. Còn 6 con bò đứng phía đây chỉ có giá là 23.500, còn 8 con phía đây chỉ có giá là 22.500.